chào mọi người. Em à, đây là buổi sáng của một ngày trước Noel. Em mà đang ngồi tiếp tục gói quà Noel. Chết chơi gì nữa? Hả? Bà gói không được, bà kêu chết chơi luôn. Cái gì em nói gì á? Ngu quá hả? Em mà ngu quá hả? À, đồng ý. Ý niệm. Ý niệm rồi đó. Đây. Công tua. Em ơi. Ôi ngồi chơi ở cái quầy của em hả? À, tới nó phá nè. Bắt đầu tiết bò nha mọi người. Em được nhiêu là 11 tháng rồi. 1 tháng nữa đủ 1 tuổi rồi. Đó bò nè. Passport đang ra sát chưa? Lấy kéo qua ra. Ừ. Nó tới nó quầy nè. Em ơi. Không có quầy nha con. Ồ. Ừ. Đây, coi quà cáp đây. Còn mấy cái chưa gói. Đây thì cái bài hôm bữa mình quay rồi ha. Để lát nữa mình ra ngoài mình quay ra đây. Còn mấy cái quà bự nè. Cái này của Vincent. Cái nữa của anh trợ lý nè. Cái này của ai đây. Nè, nếu mọi người thấy á, mấy cái quà họ sẽ để như vậy nè. Cái này là tặng em mà từ Anna Sophie và Ná Nào Sớ. Cái này là quà của mấy anh chị của em mà tặng em mà. Thì họ sẽ, người đó mặt á, họ sẽ chia nhà nào người ta ăn nhà, giống như là nhà nào người đấy ăn Noel ha. Thì họ sẽ gói quà tặng lẫn nhau và nó hẹn, người ta hẹn một ngày, sau đó là tới đổi quà. Tức là quà của người này tặng người kia sẽ được đổi và sau đó đổi ngược lại. Nên nhà mình có quà tùm lum tà la của nhiều người khác nhau. Quay thử cho mọi người coi nè ha. Cái này nè, chưa Angelina, tặng Angelina từ ba mẹ và anh hai và Vincent. Này của Angelina ha. Này của ai đây? Tặng Angelina từ Nana, Leia, Nova, Fia, Rasmus, Anya. Ok luôn. Cái này là tặng Angelina của từ mấy cô chú ha. Không, rất là nhiều luôn. Nè. Cái này tặng cho Emma nè. Được. Tặng em mua từ Vincent. Nói chung là rất là nhiều quà khác nhau luôn. Này tặng Angelina từ ba mẹ và Vincent. Ủa sao mấy quà của mình vậy ta? Này tặng ông ngoại. Năm nay ông ngoại em mà đã lộn, ông ngoại của Angelina nè là ba em mà sẽ ăn Noel chung với mình, gia đình mình. Này là gì đây? Yeah. Tặng bà ngoại từ Vincent Angelina. Hết sketch đang đi chơi múa mùi rồi. Để chơi múa một vào phòng link nữa. Cái này tặng bà ngoại. Trên đây. Này của Vincent nè. Này của ông bà cố Kama Kalo. Ông bà cố. À khá là nhiều luôn. Này tặng Vincent luôn nè. Tặng ông ngoại từ bọn mình. Wow, trời đồ. À, em ơi. Ồ, ồ, này này. Ừ, anh nhau nhủa. Ồ, tôi giật chết đứt luôn. Nhà có con nít mà để mấy cái này dưới đất là 1, 2, 3 là mấy đứa nhỏ nó rụt quá. Nó giật banh hết luôn. Áo 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 nha, áo áo á con, áo áo bàn tít trời ơi đó con con á. Ừ. OT yeah. Ô dép vào đây chứ. Chí quậy. Ôn đào. Đi nào quậy á. Ừ. Em ơi. Trời ơi trời ơi trời ơi.
đó đi. Hôm nay mình dắt hai đứa nhỏ đi coi ông già Noel bự. Cái này gọi là Uni Center, là một cái trung tâm mua sắm nhỏ của Phố Cô Tiên. Họ trang trí khá là đơn giản luôn, nhưng mà có cái ông già Noel khá là bự ở đây cho mọi người coi thử. Mà nó chạy mất tiêu rồi. Đây đây, người ta trang trí Noel này khá là đẹp. Đây là tiệm bán hoa ha. Con đây coi đi. Khá là ấm cúng luôn. Ở đây họ chuộng mấy con Noel này nè. Dễ thương chưa? Đó, nhà Noel bự nè. Cái này chắc khoảng 5-6 mét. Đây họ có mấy cái quầy. Này là ngồi chắc ăn xúc xích. Yeah. Đây ông già Noel bự đây. Đã chưa? Đứng vô ngoài chụp hình nha. Cho em ba chụp hình nha. Yeah. Anh Sơ. Đây họ làm một cái lều rất là đơn giản ha. Ở ngoài có mấy cây thông Noel nè. Thêm mấy cái đèn. Cái này tới tối họ mới treo lên ha. Yeah. Làm mấy cái ghế ha. Cái bàn này là bằng cái gỗ cắt ra khá là đẹp. Ở trên này có đèn Noel nè. Mà chưa tới giờ nó chưa có bật. Rồi, ok, đi hai đứa. Xin chào mọi người. Đây là vườn của nhà mình. Nhiệt độ bên ngoài đang là âm 2 độ C và đây là còn vài ngày nữa tới Noel. Mọi người coi nè. Cái hồ cá nè. À, đóng băng à ha. Không có cá đâu con. Đóng băng mà mấy cái vân rất là đẹp luôn. À. Có cục đá. Sao con? Cục đá. Cái này cũng khá là dài. À, con có cục đá hả? Wow. Con lấy miếng bự, con có gì á? Con này chắc khá là dài. Con lấy tay con gõ được á. Ôi giời. Đúng rồi nè con. Không anh nhìn, nhìn con coi. Gì rồi, cục đá. Đây ngoài có cục bự đây. Wow. Đây một ông chơi mấy cái này vui nè. Tao sẽ lấy đập cho quà coi. Không có cá nó ngủ hết rồi coi. Nó vô trong hết rồi. Nó sống ở ngoài nó lạnh chết luôn. 2 độ C, âm 2 độ chứ. Bữa nào nó đóng cống tuyết hết rồi. Có nắng lên rồi lát nó tan bớt. Mà thấy cái cỏ này nó tan bớt ha. Từ từ nó sẽ tan mất cái này lên. Đây là mùa đông bên đây. Hàng rào nhìn hơi bị chán luôn. Cái này âm thêm 5-6-7 độ nữa là nó sẽ đông cứng ngắc luôn. Bây giờ nó còn mới đông, còn mỏng à. Rồi. Rồi thêm một điều mà rất là phiền toái ở với xứ Bắc Âu á, vào mùa đông á, mọi người thấy nè, khi mà thức dậy ha, mày lấy xe mà đi làm buổi sáng đi, mọi người thấy cái kiến nè, cái này nó đóng băng hết rồi. Hoa băng đẹp chưa, cái này cái kiến nó đóng băng hết luôn, tức là nguyên cái xe nó đóng băng hết luôn. Mình vô bây giờ mà vô xe mình không có thấy gì hết á, nó mù trời hết, nó lạnh tới như vậy. Mình vô xe cho mọi người coi thử, cái này nó tan bớt một xíu rồi nè. Đây, vô xe thì cái kiến nó sẽ dài, trắng đục. Không thấy đường đâu ha. Đây. Nhưng mà cái hoa văn là khá là đẹp. Đây nè. Cái này là tại chưa có tuyết rơi nha, có tuyết rơi là nó tối mịt luôn. Là vô xe nó tối, cứ thui luôn. Đâu, đây ha. Rồi, thì năm ngoái mình có quay mấy cái video nói làm cách nào để mà rã băng mấy cái này á, thì có nhiều cách. Mọi người á, thứ nhất á, là vô xe bật máy lên cho máy nó nóng, và sau đó là nó thổi nóng từ từ, cái này nó sẽ tan. Cái thứ hai á, là mình lấy một cái cạo cạo tuyết, nó giống như cái xẻng vậy đó, thì mình cà mấy cái tuyết này, cà hết cái này thì sau khoảng 15 phút thì mình cà hết thì mình mới thấy đường được. Không á, có cách thứ ba là mình dùng cái thuốc cái nước xịt tuyết, tức là mình xịt lên nó sẽ tan hết mấy cái này.
Nhưng mà cái nước đó thì nó cũng hơi tốn tiền một xíu, như 20-30 đồng một chai. Thì mình có cách thứ tư, nó đơn giản hơn, đó là mình lấy một cái xô nước ấm ấm, nếu mà mình có gần nhà. Nước ấm nha, đừng lấy nước nóng. Nước nóng mà đổ lên cái này thì cái kiến này nó sẽ nứt ra luôn. Thì mình phải lấy nước ấm mà chọt cái tay vô vẫn còn cảm nhận được. Thì rưới hết lên cái này thì nó sẽ tan lại luôn. Cái này là mấy ông chuyên gia bên đây người ta chỉ cho ha, không sợ nứt kiến, tại vì nước nó ấm thì không nứt kiến, nước nóng nó sẽ bị nứt kiến. Rồi, để bây giờ mình làm thử cho mọi người coi nha. Bây giờ mình không có lấy xe mình ha, đây là mượn xe mà. Hôm nay mình lấy xe mà mình đi đây, xe mà cũng cái cảnh y chang rồi. Thấy không? Nó đóng tuyết rất là dày luôn cái tuyết này. Đó, cà cũng không ra mà, ha. Đóng rất là cứng luôn. Đây, cái cà rất là cười. Giờ thì nó ra được. Rồi bây giờ mình có cái xô nước nhỏ nhỏ nè. Tưới lên mình coi. Không, là tan ngay lập tức luôn. Bốc khói. Chứ không thôi phải như vậy á, không thôi là cảnh sát nó phạt. Mình không chạy xe mà nó bị kiến như vậy, mình không thấy đường á, mà mình cố tình mình chạy á, cảnh sát nó mà thấy nó sẽ phạt. Phạt hình như là 3 triệu hay sao. Rồi cái xô này không đủ, phải vô lấy tiếp nè. Ha, tưới lên cái là nó tan liền. Thấy được bên trong liền. The next day. Nè mọi người, mình đang ngồi edit video thì ngó ra cửa sổ thì thấy cảnh này. Không biết mọi người thấy không? Wow, đẹp chưa? Rất là lãng mạn luôn. Tuyết rơi rất là nhiều luôn. Này kiểu này là mai là tha hồ trực tuyết. Hôm nay đúng là White Christmas luôn này. Hôm nay Noel đen trắng luôn. Yeah. Rồi, bây giờ mới tiết mỏng nha mọi người, thấy không? Thấy dấu chân không? Lát nữa để coi dày cái nào ha. Bây giờ đứng cái lạnh quá. Đứng tí xíu rồi. Rồi. Wow. Cái lớn mượn quá đi. Hay hay chiêu vậy. Ừ, chiêu vậy. Ơ đi 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 hay, hay, đi chơi không? Đi chơi không? Đi chơi ha? Ăn coi ăn. Ơ đi chơi, chơi. Đi chơi. Đi chơi. Ờ vậy, đi chơi. Em đi chơi không? Đi chơi. Yeah. Ơ đi chơi. Đi chơi. Đây nè. Đó. Em thấy ở ngoài đường không? Rồi, xin chào mọi người. Bây giờ mình sẽ cho mọi người coi là tuyết nó mới rơi nó đẹp như thế nào ha. Cái này á, tại vì hôm nay không có nhiều xe chạy á, ngay Noel luôn, nên ở ngoài trời ra ngoài đường khá là vắng luôn. Bây giờ mình chạy là mình không thấy ai, là không có nhiều xe ngoài trời á, với lại tuyết nó mới rơi như vậy thì nó giữ được cái khung cảnh rất là đẹp luôn. Giờ đi vòng vòng cho mọi người coi ha. Bình thường cái cảnh xanh rồi đủ màu khác nhau, sau khi mà tuyết nó rơi xong á thì phần lớn mọi thứ chỉ có hai màu là trắng và đen. Những cái xám xám đen xám là bánh xe chạy hoặc những cây cối ha. Còn phần lớn là những cánh đồng rồi cỏ đường xá này nọ, nó sẽ trắng toát một màu như vậy. À, rất là đẹp luôn và rất là lãng mạn. Nhưng mà mùa đông bên đây ấy, nó rất là lạnh và rất là dơ, tại vì tuyết khi mà tan xong á thì mình mang giày dép vô nhà nó sẽ mang theo tuyết, và khi nó tan ra thì nó rất là bầy hài luôn. Nhưng mà ok, cái đó là chuyện nhỏ đó. Mình vô mấy cái cảnh này khá là đẹp ha. Này nhớ trong phim gì về chuyện tình mùa đông hả? Rồi hôm nay thì cũng ngay thời điểm dịp Noel nè ha. Chúc mọi người một cái Giáng sinh an lành, Noel vui vẻ và
xe rải muối của chính quyền, họ sẽ chạy vòng vòng và họ sẽ rải muối lên những cái con quốc lộ chính này nè. Thì những cái tuyết trên đường á nó sẽ tan đi, với lại xe chạy á nó kén lên thì nó cũng tan mất một phần. Nhưng mà nhiều lúc á xe chạy ít quá không đủ á thì tuyết nó sẽ lấp đầy đó. Nên chạy mấy cái đường này rất là nguy hiểm, nó rất là trơn. À, dự báo thời tiết thì họ nói là nó sẽ tuyết rơi nguyên một tuần luôn. Thì mình mong là nó rơi ok một tuần luôn, thì mấy đứa nhỏ nó ngay dịp lễ mà đó, có điều kiện nó ra ngoài để chơi người tuyết rồi chụp tuyết này nọ ha. Xe thì mấy cái kiến cái xe này nè nó sẽ đóng băng, nó sẽ bị phủ một cái lớp tuyết rất là dày luôn. Cái cực nhất mùa đông này chắc có lẽ là phải cạo tuyết mấy cái xe, rồi mấy cái khúc đường trước nhà, những cái khúc lối đi quanh nhà thì mình cũng phải khó cạo tuyết hoặc và rải muối, để không thôi là giống như hàng xóm đi, người ta đi ngang qua cái khúc mà của nhà mình, người ta trượt té gãy tay gãy chân này nọ thì người ta sẽ bắt đền mình. Nên cái đó cũng phải để ý một xíu. Hours later. Giờ mình cho mọi người thấy là buổi tối khi mà chạy vừa tuyết vừa rơi nó như thế nào nha. Bây giờ chạy mà đánh võng là trượt đã luôn. Tiếp cái tuyết này chơi. Mọi người nếu mọi người để ý cái phim mà Tokyo Drift á, là mình mà trời tuyết như vậy nè, đường thì vắng như này á, mình có thể giật cái thắng tay và đánh lái thử ha. Mà thôi không có chơi ngu lý tiếng. Thì cái tuyết này nó mới rơi cả đêm luôn, và những cái xe cạo tuyết nó chưa kịp thấy. Rồi đấy là trên đường mình không có thấy được mấy cái kẻ đường ha. Mình là chỉ đi theo những bánh xe đằng trước thôi, là những người đã chạy trước rồi. Tuyết hôm nay tuyết hơi bị dữ đây. Wow. Bánh xe nó cứ tuồn không à. Đây next day. Hello Vincent. Hi Selena. Hi, xin chào mọi người. Hi Selena. Rồi nè, đây là sáng 24 tháng 12. Đây. Đây là trong phòng khách. Mình đang đốt cái lò lên cho nó ấm ha. Độ ngoài đang là cũng âm mấy độ C. Đây có mùa đông là xài cái lò này hơi bị đã luôn, rất là ấm áp. Đây, cây Noel đây. Đóng quà của mấy đứa nhỏ. Cây Noel thì làm đơn giản, năm nay không có nhiều trâu ha. Đây, con quỷ này dễ thương nha. Ở ngoài mọi người để ý nè, tuyết mới rơi hôm qua quá trời luôn. Đây, hết luôn, đây mấy cây này. Ok, em à đâu? Em à, tại hôm qua cô nàng thức khuya gói quà để chuẩn bị đồ. Nani? 6 giờ sáng, gần một tiếng. Mấy đứa nhỏ về sớm quá trời. Cha pa pa. Yeah yeah. Con bò biết sẽ lấy hạt sữa. Con bò con đá vô. Ok, con bỏ trà sữa vô. Nãy không có đá, còn không có đá. Đây lấy gì?
cornflakes chocolate. Cô Nguyên Thanh là gì? Cornflakes trộn. Rồi. Bây giờ Lina bánh mì. Ơ, oh, để cho bánh mì ha. Ủa về. Rồi quăng mất tiêu rồi.